Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một cái background cũng như là một người khá lạ ở trên kênh của mình. Và hôm trước thì mình có đăng là chúng ta sẽ có một cái chuyên mục mới, đó là đi phỏng vấn những người sưu tập nước hoa, nhưng mà theo cái brand, theo cái line và những cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Và ngày hôm nay thì mình có Phúc, anh em mình hay gọi Phúc là Phúc Deep Tích ở Hà Nội. Tại vì Phúc có một gia sản về nước hoa của nhà Deep Tích rất là khủng khiếp. Và mọi người cùng nhau tìm hiểu xem là nhân vật ở đây ngoài tên là Phúc ra thì còn những cái điều gì đặc biệt nhá. Chào các bạn. Chia sẻ đi em. Trước hết thì mình xin giới thiệu mình là Phúc. Mình là một người sưu tầm nước hoa. Bao năm? Cũng phải 4 năm rồi ạ. Lâu, thế thì cũng từ đợt anh em bắt đầu gặp nhau. Từ đợt anh em bắt đầu gặp nhau, đúng rồi. Mình bắt đầu gặp anh Kiên từ năm 2018 thì cũng là lúc mà mình bắt đầu sưu tầm nước hoa luôn. Và sau 4 năm sưu tầm thì mình đã có một bộ sưu tập cũng khá là lớn. Và đặc biệt là mình rất thích các mùi hương của Deep Tích, nên là mình đã quyết định sưu tập. Quen nhau để trước khi anh làm YouTube, đúng không? Vâng, đúng rồi. Mãi sau về sau, thực ra thì mình với cả Phúc quen nhau lâu và cũng chơi trong một cái hội nhóm. Và cũng những cái sản phẩm trong những cái lít nước hoa mùa đông hay là mùa hè mọi năm thì cũng đều tham khảo qua những anh em. Và có khá là nhiều chai mượn của Phúc đây. Đấy, đặc biệt là mấy chai mà các ông xem về Tam Đảo và Đồ Sơn, chai vuông, vintage ấy, là toàn bộ tôi mượn của Phúc. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu xa hơn một tí về một người đam mê mùi hương và đam mê một cái brand, một cái thương hiệu là Deep Tích. Thì ngoài cái vấn đề về mùi ra thì còn có những cái câu chuyện gì xung quanh hay không? Hiểu đâu nhau bắt đầu nhá. Cái câu hỏi đầu tiên mà anh muốn đưa ra cho Phúc ở đây đó là tại sao có rất nhiều thương hiệu nước hoa mà em lại lựa chọn Deep Tích là một cái thương hiệu mà em sưu tầm? Theo em thì Deep Tích, cái điểm nhấn của Deep Tích với em đó chính là những cái câu chuyện mà họ chia sẻ qua cái mùi hương. Ví dụ như là đặc biệt với Tam Đảo, em rất thích câu chuyện của Tam Đảo. Vì như anh Kiên cũng biết thì là cái người sáng tạo nên Tam Đảo, ông ấy cũng có một tuổi thơ ở Việt Nam. Ông ấy thường đi cùng với bố mẹ ông ấy ở những cái khu biệt thự ở trên Tam Đảo để nghỉ mát. Và đây là cái mùi Tam Đảo là cái ký ức của ông ấy về những cái ngày ông ấy ở cùng bố mẹ như thế. Em thấy câu chuyện rất là hay, và đặc biệt là qua những cái cách blend mùi của Deep Tích thì họ tái hiện lại những cái khung cảnh rất là sống động. Nghĩa là ví dụ như là với Tam Đảo EDP Tam Đảo của mùa đông hay là Tam Đảo của mùa hè? Tam Đảo này là Tam Đảo của mùa hè. Tam Đảo của mùa hè. Tam Đảo của mùa hè thì nó không có một cái nốt nào mà nó là rêu hay là những cái ẩm ẩm, những cái thứ như thế cả. Nhưng mà cái cách mà ông ấy blend những mùi gỗ và những mùi lá cây trong này nó tạo thành một cái khu rừng nhiệt đới ẩm rất là sống động, và em rất là thích những cái như thế. Và qua những cái mùi hương thì ông ấy nhờ đưa mình đi qua rất nhiều cuộc hành trình trên khắp thế giới, qua nhiều các câu chuyện khác nữa. Cho nên là đấy là một thứ mà em rất thích ở Deep Tích. Thế thì cái chai nước hoa đầu tiên mà em đến với Deep Tích là chai gì? Chai đầu tiên mà em đến với Deep Tích thì sẽ là Tam Đảo EDP. Thế là đến với Tam Đảo. Thực ra lúc đầu nhá, cái hồi mà anh chưa biết ấy thì anh nghĩ là Tam Đảo với lại Đồ Sơn kiểu nghe đúng kiểu nước hoa Việt Nam ấy. Đúng. Cũng rất nhiều người đặt câu hỏi như thế cho em là đây có phải nước hoa Việt Nam không? Nhưng mà không phải, mà Deep Tích là một thương hiệu của Pháp rất lớn và nó bắt đầu từ năm 1961 rồi. Thế nghĩa là ít nhất là bây giờ là đã phải có bằng tuổi bố mẹ mình rồi. Vâng, đúng rồi. Đấy. Và sau này khi mà anh tìm hiểu thì anh biết là mỗi một cái chai nước hoa thì là những cái nơi ông ấy đặt chân đến. Vâng, đúng rồi. Tam Đảo và Đồ Sơn. Là một cái mà có lẽ là sẽ gây ấn tượng với người Việt mình rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua thì mình có một vài bộ phim Trung Quốc cũng có nhắc về Deep Tích. Và đấy cũng là cái lý do mà tôi thấy rằng là nhiều ông hỏi ô anh ơi sao Tam Đảo với lại Đồ Sơn cháy hàng thế. Đấy, thì cái tiếp theo đó là cái nhà nước hoa này thì nó có một cái ý nghĩa gì không? Thí dụ như kiểu là về cái thiết kế của chai hay là kiểu về cái tem các thứ. Tại vì anh cũng có đọc qua một vài cái nó liên quan đến cái phần tem thiết kế này. Tại vì nhìn nó hay mặt thì Phúc đúng. Có thể giải thích cho anh không? Thì cái thiết kế của Deep Tích thì nó sẽ, em nghĩ là sẽ bắt đầu từ cái tên của họ. Deep Tích thì kiểu nhiều người em thấy mọi người hay đọc là Deep Tích que, đúng không? Nhưng mà không, Deep Tích là một từ có nguồn gốc từ Hy Lạp. Và cái từ này có nghĩa là một bức tranh có hai mặt. Thế nên là em nghĩ là Deep Tích họ theo sát cái đấy. Thì họ làm một cái chai nước hoa của họ là họ có hai mặt ở cái tem. Mặt trước là có tên, và mặt sau thì là một cái hình minh họa cho tất cả các mùi hương đấy. Và cái hai mặt thì nó còn thể hiện qua cả mùi hương nữa. Ví dụ như là em thấy là
có những cái mặt nó thể hiện ra bên ngoài. Nhưng mà ở Diptych thì họ đặc biệt là họ nhấn mạnh một cái gọi là cái những cái accord mùi hương, gọi là họ gọi là olfactory incident, là những cái tổ hợp vô tình mà họ bất ngờ họ kết hợp được khi mà họ tốt hợp các nốt hương với nhau. Đấy, em nghĩ là hai mặt của Diptych nó thể hiện ở đó. Nó có thể là qua những cái nốt hương nữa, khá là rất là thú vị. Và anh cũng thấy rằng là ở hai cái ví dụ có hai phiên bản EDT và EDP, nó cũng thể hiện được cả hai cái khía cạnh cũng khá là khác nhau, vâng, chứ không phải là giống hoàn toàn, đúng không? Vâng. Bạn nào mà đang có Diptych thì các bạn hãy cứ thử lật đằng sau ra để xem. Thế là cái này thì mình cũng biết qua một chai, đó là MFK Baccarat Rouge 540, nó cũng có một cái biểu tượng hình lồng đèn ở đằng sau. Mà nhiều người mua thì người ta chỉ để ý phần đằng trước thôi. Đặc biệt là chai Tam Đảo này nó có cái hình con voi ở trong rừng ở phía đằng sau. Thế là các ông cứ lật ra đằng sau, thì đây là một cái mà chắc là có lẽ chỉ có những người kiểu tìm hiểu sâu, đam mê về thương hiệu này thì người ta mới đọc những cái đấy để có thể chia sẻ. Anh còn một cái thắc mắc nữa, đó là hiện tại anh nhìn ở đây nhá, nó đang có rất là nhiều hình dáng. Và đến bây giờ thì những cái phiên bản phổ biến thì chắc là có lẽ chúng ta sẽ là cái hình kiểu hơi kiểu oval, vâng, đúng rồi. Kiểu như này. Thế còn những cái phiên bản vuông và những cái phiên bản chai dài như thế kia thì nó là cái những cái phiên bản từ bao giờ và hiện nay thì có thể mua được nữa hay không? Thì Diptych thì họ sẽ có hai loại kiểu chai mà mình hay gặp, đó chính là cái chai như anh Kiên vừa nói, thì đó là chai oval và chai hình vuông như thế này. Chai oval thì nó sẽ có hai kiểu, nghĩa là kiểu oval màu đen như thế này là cho những chai EDP, còn những cái chai oval tròn mà trong suốt như thế này là cho những chai EDP. Thì bây giờ đây là hai cái kiểu chai mà mình thường gặp nhất của Diptych. Bây giờ như thế này nhá, những cái kiểu chai oval này thì bây giờ nó còn có bao nó ý là nó có những cái size dung tích bao nhiêu? Với cái chai nhỏ như thế này thì nó sẽ là chai 50 ml. Đó. Còn với những cái chai to hơn như ở đây thì chai này sẽ là chai 100 ml. Đó. Còn với những chai EDP thì tất cả nó sẽ là 75 ml hết. Còn thì đây là những cái loại mà Diptych mà vẫn còn đang sản xuất, thì họ sẽ đều có cái hình dáng chai tròn này. Nên là các ông mua là hiện tại các ông sẽ mua được những cái chai có hình oval như này. Còn những cái chai vuông như thế này là những cái chai mà Diptych sản xuất từ đợt đầu tiên. Những cái chai gọi là những cái lứa đầu của Diptych thì nó sẽ có chai hình vuông hoặc là chai nắp vặn như là chai Philosicos ở đây. Họ sẽ là chai nắp vặn như thế này. Và ngoài những cái khác biệt về hình dáng thì có một số chai nó sẽ hơi khác biệt một chút về mùi hương, bởi vì là nó những cái chai này thì nó được sản xuất trước những cái khi mà có những cái điều luật thay đổi về nước hoa. Họ cấm một vài nguyên liệu mà mình thấy anh Kiên cũng có kể qua một vài video của anh Kiên, thì có thể mùi hương nó sẽ hơi khác một chút, nhưng mà phần lớn thì sẽ không thay đổi quá là nhiều. Và có một chút thay đổi thì sẽ chẳng may là ở phần bám tỏa thôi. Còn lại thì không có thay đổi quá là nhiều. Nghĩa là với một người mới bình thường thì cũng không cần thiết phải tìm những cái phiên bản cũ. Tại vì phiên bản cũ thì lúc nào giá cũng giá rất là trên trời là cao. Và chất lượng thì chất lượng dù thì chưa chắc nó đã đảm bảo bằng những cái chất lượng mới, đúng không? Thế còn ví dụ như những cái chai như anh nhìn ở đây là cái chai dài kia. Vâng. Thì những cái chai dài này ví dụ đi. Đây, ví dụ như chai này thì bây giờ cũng đều được chuyển hết sang hình oval rồi. Và chai dài này thì là những cái chai mà nó ở những cái tông mùi mát hơn của Diptych. Ví dụ như là chai này sẽ có chủ điểm là citrus và bạc hà. Một chai cũng khá là hay của Diptych. Và chủ yếu thì nó sẽ là những cái chai có nồng có cái mùi hương khá là dịu nhẹ, dễ chịu, chứ không bị quá là nặng như là những cái chai EDP hay những cái chai EDT bản đời đầu. Anh nhìn thỉnh thoảng cái nhà này còn ra những cái dòng kiểu limited hàng năm, màu mè trông màu rất là đẹp, rất là hay. Kiểu thỉnh thoảng cứ ra một vài phiên bản trông kiểu nhìn bầy, mà nếu mà để ai sưu tầm nhá, người ta sẽ rất là hoang mang. Đấy, chính xác, bởi vì là không nó biết có là quá nhiều phiên bản. Nó quá nhiều phiên bản và về cơ bản thì mùi nó cũng không, mùi quá, nó cũng là quá là khác biệt, đúng không? Chính xác. Như ở đây thì em có chai một chai đặc biệt phiên bản limited của Diptych, đó chai này là chai Essence Incense. Thì chai này là phiên bản 2019. Nó có hình dáng rất là lạ kỳ và có cái vòi xịt ở đây. Đó. Mình khi mà mình xịt thì mình sẽ bóp cái vòi. Đó, thì xịt hơi hoa nó sẽ xịt ra. Trông kiểu xịn xò ấy. Vâng, trông rất là xịn, trông rất là sang chảnh, trông nó mang đậm cái phong cách Pháp của những cái thập niên cũ. Và em nghĩ đấy cũng là một cái mà Diptych rất là muốn nhấn mạnh qua cái mùi hương của mình. Diptych có một cái phân khúc nào cao cấp không? Nó có những cái mùi hương nào mà kiểu sản xuất theo cái thiết kế đặc biệt không? Ngoài cái chai vừa rồi ra thì nó như mọi người biết thì nó có những cái chai những cái chai rất là best seller của Diptych,
họ làm thành những cái phiên bản limited edition thì nó có những cái màu sắc rất là lạ, hoặc là có một số chai thì họ làm ở số lượng rất là nhỏ và họ có những cái mùi hương đặc biệt, ví dụ như là chai Kyoto chẳng hạn. Thì nó có những cái trang trí cái chai đấy màu đỏ rực và nó có những cái khăn trang trí rất là đẹp. Đó, thì ở đây thì em không có mùi hương đấy. Ở đây thì anh nhìn thấy một chai kia. À. Đây. Chai này đúng chai không? Chai này không, chai bên cạnh ấy. Đấy. À, không, chai này cũng là một chai khá là đặc biệt của Diptych. Nó không phải là một chai limited edition nhưng mà là một chai khá là đặc biệt. Chai này thì mang tên là 34 Boulevard Saint-Germain. Đây là phiên bản EDT. Thì cái tên 34 Boulevard Saint-Germain là cái địa chỉ của Diptych tại Pháp. Và nó là cái cửa hàng đầu tiên của Diptych. Đây, theo như anh nhìn là nhìn thấy in luôn tất cả tên nó ở trên này và in ở trên nắp. Hình như cái line này cũng còn một vài chai nữa đúng không? Vâng. Anh cũng có nhìn qua ở Island rồi. Một vài bản nữa, vâng, chính xác. Đấy. À, đây cũng là cái rất đặc biệt, anh em đừng cứ tưởng là ủi Diptych có mỗi cái chai Ngovan thôi thì không đúng. Họ còn rất là nhiều, rất là nhiều những cái hình dạng chai khá là lạ kỳ. Dạng chai khác. Và hiện nay ở trên thị trường Việt Nam ấy thì em nghĩ rằng là sẽ những cái sản phẩm nào của Diptych sẽ dễ dàng dùng được cái môi trường và khí hậu ở Việt Nam. Bây giờ mình trước tiên là mình đặt về cái vấn đề là ở miền Bắc đi. Vâng. Thì ở miền Bắc thì mỗi mùa nó có 4 mùa rất là rõ. Và mỗi mùa lại có một cái điều kiện khí hậu khác nhau. Cho nên là với em, khi mà em dùng thì em có mỗi chai trong mỗi một mùa thì em có một chai Diptych riêng mà em nghĩ là nó sẽ phù hợp với mùa đó. Thì em giới thiệu qua một chút. Ví dụ như là ở mùa xuân thì em rất hay dùng Philosikos. Chai này anh rất thích. Em cũng rất là thích mùi này bởi vì là em chưa thấy một cái mùi nào mà nó là mùi sung và tái hiện thật như là Philosikos. Rất là xanh, rất là mọng nước. Và nhiều lúc thì ngửi qua thì nó lại hơi có mùi của mận. Và em nghĩ đó là một loại quả khá đặc trưng cho cái tầm cuối xuân của miền Bắc. Rất là thích. Người rất là thích, người rất là đã. Trong mùa hè thì em sẽ hay dùng Oyedo. Rất là đẹp. Một mùi mang phong cách Nhật Bản. Nó là mùi quả chanh yuzu. Yuzu, quả yuzu. Đúng. Và nó rất là mọng nước, rất là... Nói chung là một mùi tâm citrus rất là đặc biệt và hay. Mà em nghĩ là ít người biết đến của Diptych, mọi người chỉ hay tập trung đến nhiều mùi nổi tiếng thôi. Oyedo là một mùi mà mọi người ít để ý đến. Rất đặc biệt. Nhưng mà những cái chai 100 này là chai vuông này có refill được không? Không refill được ạ. Tất cả đều là kín chốt. Trừ những cái chai lớn đúng không? Vâng, đúng rồi, chỉ có những chai lớn refill được thôi. Thế thì bây giờ đến mùa thu đi. Mùa thu của Diptych, chai nghĩ là Tam Đảo. Tam Đảo không? Tam Đảo là gì? Cũng có thể dùng được mùa thu nhưng em hay để dành Tam Đảo trong mùa đông. Em thấy Tam Đảo dùng mùa đông, đặc biệt là Tam Đảo EDP dùng mùa đông rất là phù hợp bởi vì là cái gỗ và vani nó khó. Với mùa thu thì có thể một số người thấy nó hơi bứ, nhưng mà với mùa đông khi mà xịt lên khăn len mà nó bao trùm quanh thì em thấy nó rất là gần cái luồng khí rất là kiểu ấm áp, rất là ấm áp. Và nó cũng là một cái điểm đặc biệt của Diptych là những cái mùi hương của nó rất là ấm áp, rất là gần gũi, cho nên là em thấy là vào mùa đông thì đặc biệt là Tam Đảo quá là phù hợp luôn, rất là thư giãn. Thế thì mùa thu lựa chọn của em sẽ là gì? Lựa chọn của em có lẽ là sẽ hơi khác mọi người một chút, nhưng mà em rất thích dùng Fleur de Peau của mùa thu. Đây là mùi chủ đạo là gì? Fleur de Peau chủ đạo là mùi xạ hương, nhưng mà cái xạ hương ở trong Fleur de Peau nó biến chuyển rất là kỳ ảo. Khi mà ngay khi mình xịt ra là đến cái lúc cuối nó đọng lại trên da thì nó khác biệt rất là nhiều. Nó đúng như cái tên của nó là một đóa hoa trên da. Thì từ ban đầu là một cái như kiểu em mình có thể tưởng tượng Fleur de Peau như là cái nụ hoa chẳng hạn, ban đầu e ấp nhưng mà càng về sau thì nó càng bung nở, càng đẹp. Và cái xạ hương trong này thì rất là dễ chịu, rất là nhẹ nhàng, và đặc biệt là khi mà gặp phải cái thời tiết mùa thu, những cái làn gió mát nó thổi vào người, nó bay đi khắp nơi thì rất là thơm. Anh còn thích Olene. Em cũng rất thích Olin. Olin cũng là một mùi hương rất là đặc biệt. Olin cũng là mùi hương rất là đặc biệt. Đây là chai nước hoa mà trước tôi được thưởng, tôi ấn tượng của nhà Diptych luôn. Thay đổi quan điểm hoàn sau Tam Olin, Đảo và Đồ Sơn. Olin là một mùi thật sự là khiến mình phải wow, thật sự là một mùi làm chủ điểm hoa nhài rất là thật. Và mình luôn so sánh Olin với cả cái vườn hoa nhài mà ngày xưa mẹ mình rất hay trồng, hay là những cốc tàu phớ. Anh Kiên biết tàu phớ hoa nhài đúng không? Tàu phớ không thôi, không có một không cái gì có một cái cả gì khác. Với nước chỉ đường. Là tàu phớ và nước đường hoa nhài. Đấy, kiểu như vậy. Olin rất giống như vậy. Nhưng mà người ta thường hay nói khi mà chúng ta gọi là siêu tầm và chơi
đây là coi đây là một thú đam mê ấy, thì đôi khi những cái bộ sưu tập nó cũng thể hiện được một phần nào tính cách. Vâng. Thì bây giờ em có thể chia sẻ một chút là cái nhà diptych này nó sẽ phù hợp với cái phong cách như nào không? Theo em thì cái phong cách mùi của diptych nó sẽ là những cái phong cách mùi nó khá là thư giãn. Nó nhẹ nhàng, nó không quá là nổi bật. Cho gần nên là gũi. Đúng, nó sẽ khá là gần gũi. Và nó thường là những cái mùi hương mà nó tái hiện lại ký ức. Nên là em thấy là diptych sẽ rất phù hợp với những con người hơi có một chút thiên hướng hoài cổ, nhẹ nhàng, không thích những mùi hương quá là trộn, quá là nặng hay quá là dày. Thế thì anh nghĩ là độ tuổi của người ta cũng sẽ là độ tuổi trưởng thành hoặc là đã ra đi làm rồi. Cái độ tuổi thì nó sẽ phù hợp với cái độ tuổi là tầm từ 26 trở lên. Cũng phải tầm tầm đấy. Tại vì anh cũng gửi qua vài con diptych rồi, anh thấy là kiểu đúng cái gu của người đã đi làm phải trải một tí rồi thì mới bắt đầu mới thẩm được cái hay của diptych. Tại vì về cơ bản những người dùng bình thường ấy thì người ta đều muốn là một mùi nó phải bám đoạt tốt. Vâng, đúng. Nó phải ngọt ngào trong mùa đông và mùa hè, nó phải kiểu bùng nổ chẳng hạn. Thì còn nó... diptych thì nó lại không bám tỏa quá là tốt. Nó khá là gần da. Trung bình thôi. Với những người kiểu bình thường mà yêu cầu nhiều ấy thì đôi khi người ta bảo ủa diptych bám kém lắm. Vâng, mua làm gì. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà anh thấy rằng cái gu nước hoa của con người nó cũng sẽ dần dần thay đổi khi mà cái độ tuổi nó tăng lên. Vâng. Khi mà kiểu trải nhiều. Vậy thì với rất là nhiều chai nước hoa ở đây thì cá nhân em thấy rằng là mùi hương nào sẽ đậm cái chất của diptych nhất? Diptych là nhà nước hoa Pháp đúng không? Đúng. Thì bây giờ mùi hương nào đang có ở đây em đánh giá là nó đậm cái nét của diptych nhất? Theo em thì đậm cái nét của diptych nhất có thể nó đến 34 Boulevard Saint-Germain. Là một mùi rất là đậm đà bản sắc của diptych. Bởi vì cái câu chuyện của cái mùi hương này đó chính là đây là mùi hương ở trong cái cửa hàng của diptych luôn. Nên là nó là tổ hợp của tất cả các cái mùi của diptych trộn lại. Nó sẽ hơi kiểu như thế. Nhưng mà nó biến chuyển trên da rất là nhiều. Có một phút thì nó lên da thuộc, có những phút thì nó lên hoa quả, có những phút nó lại lên hoa và gỗ. Thì em thấy, nhưng mà không một cái nào nó trội lên hẳn cả. Và tất cả mọi thứ đều hài hòa với nhau, đều pha trộn vào nhau và nó chuyển dần dần từng lớp, từng lớp, từng lớp. Cho nên là nó phù hợp với phong cách của diptych, đó chính là cái phong cách trầm tĩnh, êm ái. Và nó cũng rất là mượt mà, dễ chịu. Nên là đấy là em nghĩ là một mùi hương mà có thể gọi là kể cả về thiết cả. Kế của ngoại hình nữa như nhìn ở đây cái vòi xịt nhá, nó cũng rất đặc biệt. Cái vòi xịt cái... nó có họa tiết. Anh nghĩ như ở đây là cái buộc vào những cái bàn là ngày xưa. Như cái ghế vải... hoa phát. Kiểu như thế. Đúng. Vậy thì bây giờ nhá, ở trên thị trường Việt Nam nó có không quá nhiều nơi có những cái sản phẩm của diptych. Vậy thì ngoài cái là chúng ta không thể nào bay được ngay sang Pháp nhất là Pháp đã, thì ở Việt Nam thì chúng ta có những nơi nào mà có thể trải nghiệm diptych được nhiều sản phẩm nhất có thể? Nếu như mọi người muốn trải nghiệm thêm về diptych, tìm hiểu về một số mùi hương đã discontinue của diptych hoặc là diptych nói chung thôi, hay là những cái mùi hương khác, thì mọi người cũng có thể ghé thăm em. Ghé thăm em. Em ở đâu nhỉ? Em ở Cát Linh. Đúng, nhà nào to nhất ở Cát Linh thì các bạn cứ tạt vào. Và mình có một cái tiệm nho nhỏ để chia sẻ về mùi hương, cũng như là có cái page đúng không? Đúng, mình có một cái page tên không, là page của Phúc viết rất là hay. Viết là trên cảm nhận của một người dùng, và có lẽ là hiện nay ở trên thị trường thì quá là nhiều trang đi copy của nhau. Vâng. Và kể cả những cái ảnh, các bạn có thể lướt ở trên mạng có thấy vài cái ảnh của Phúc đi quảng cáo cho những cái page khác. Thì đây thực sự là một trong những người rất là đam mê về nước hoa, đặc biệt là diptych. Thì các bạn có thể qua trải nghiệm thôi nhá. Mọi người có thể ghé qua page của mình. Nói thôi. Vâng ạ. Mọi người hãy cứ đến trải nghiệm. Trước khi cái video kết thúc, lúc ấy tôi lướt được một con, nó tên là con sen. Sen này đúng không anh kia? Đúng. Tôi thấy cũng có nhiều bạn thắc mắc là anh con sen này nó có ra mùi hoa sen hay không? Thì thôi ngoài để Phúc giải thích cho các bạn. Ok. Vậy thì mọi người rất hay lầm tưởng rằng Eau de Song, từ này đọc là từ đọc song, nó là tiếng Pháp, là mùi hoa sen. Mà không phải. Eau de Song, song ở đây có nghĩa là giác quan, sense trong tiếng Anh. Nó là nước của giác quan. Thì tại sao lại gọi nó với cái tên như thế? Thì bởi vì đây là một cái mùi hương mà phải gọi là nó đánh thức mọi giác quan của em khi mà em ngửi. Bởi vì họ làm một cái mùi rất là lạ, là mùi
cam và hoa cam nhưng mà lại dày đặc tiêu và gỗ. Nên là khi mà ngửi thì nó đánh thức hết ở giác quan của em, và cái mùi tiêu ngay lập tức nó sộc lên cùng với cả cái mùi rễ hoa bạch chỉ. Nó rất là phấn, nó rất là cay và nó rất là khô, mùi gỗ cái hoa cam thì nó khá lên khác so với đâu vòi. Đúng. Khi mà xịt ra thì nó rất là khác biệt luôn, và cái hoa cam nó lại lên, nó lại mọng nước hơn một chút nữa. Vậy thì là chốt lại nhá. Thứ nhất đây là song. Đúng không? Song chứ không phải là sen. Đúng và rồi. Đây cũng không có hoa sen, đây chỉ có hoa cam thôi. Đây chỉ có hoa cam. Đấy để hoa giải sen. Thích cho mọi người hiểu, tại vì nhiều người bảo là em đang đi tìm mùi hoa sen thì đúng. Em thấy là có một vài nhà đấy có sen thì không biết là có lên sen không. Thì Phúc là một người đam mê và deep tích siêu tập từng này chắc là cũng đủ để uy tín để trả lời cho các bạn là con này thì không có sen gì cả. Ừ, chính xác. Đấy, con không này có là một chút sen gì hết. Tiếng Pháp nó đọc là khác chứ không phải đọc là hoa sen như ở Việt Nam mình. Và mình nghĩ là chắc là buổi nói chuyện hôm nay đến đây thôi. Để cho nếu như các bạn có những cái câu hỏi gì về deep tích thì có lẽ là Phúc sẽ làm khách mời của anh một vài số tới. Dạ vâng. Đấy. Hoặc là cũng có thể Phúc xuất hiện ở trong hội anh em mình chơi, cũng có vài anh em chưa tập khá là nhiều thì có thể là làm một tình tay ba chẳng hạn. Đúng. Để có thể recommend những cái bộ và review những cái bộ sưu tập khác của những anh em trong hội của mình. Và nếu như các bạn thích những cái chuyên mục này thì rất mong là các bạn có thể like, chia sẻ cho bọn mình. Và nếu như quan tâm đến Tam Đảo, quan tâm đến Deep Tích, hay là quan tâm đến bất kỳ một con nào, hay là đến xác thực đây có phải con sen không thì các bạn có thể xem cái phần thông tin mình để ở phía dưới phần mô tả của video. Và video đến đây là kết thúc. Bây giờ mình xin phép và xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. Bye.